Toái này, ui trời ơi, ui trời ơi, lóc ra lóc tóc này anh ơi. Này này anh ơi, đâu rồi? À, ui trời ơi, ui, nó là về tổ này, nó là đâu về tổ ấy, đây đây, đây cầm 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 cái này, đây không có con nào, ui chưa có nhiều thế, nó về tổ đấy anh ơi, à bình tĩnh anh ơi, ui nhiều quá. Tự nhiên đâu lắm chạy về tổ này. Em không biết được bọn này nó vỡ tổ rồi, như nó mới mưa sau ấy ạ. Từ bình tĩnh đi. Tụi con một đấy. Không biết à. Ở đâu nó về tổ. Một người bánh, một người ấy cơ. Đây đây, đây rồi. Đây. Ôi. Ôi. Cả trăm quân không ạ. Ui ôi cầm ổ này này. Cô đây nha. Ngọc ơi. Ngọc. Ngọc ơi. Chết rồi anh ơi. Ui, bọn này nó ăn thịt là ngầu không anh? Ui, anh ơi. Có khi, ê, bắt vào lại trước này anh ơi. Chết rồi, có khi bắt thịt là ngầu không anh ơi? Ôi, sao bắt? Ê, cho tụi con một đi anh ơi. Ui, 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 ui,
Ngọc ơi. Ôi giời ơi. Ôi, ở đâu nó chạy đà lắm thế. Nó không biết rồi nhỉ. Ôi, đâu sao xung quanh em nó ổ nó chỗ nào nữa. Nó chạy to lên nhiều thế nhỉ. Nó cứ bày tổ này. Ôi, hay là cái tổ này nó có... Ôi giời. Nó thấm đâu. Nó tấn công em ấy, nó không qua khúc đầu đúng không anh? Không, con này nó đầu tiếp đi nha. Có cái đầu đâu. Cứ từng quay một thôi. Ui, ui, hát còn nhiều lắm ơi. Nó còn nhiều lắm em ơi. Ngọc. Ui, anh ơi, cứu Ngọc đi anh ơi, nhanh lên anh ơi. Ngọc ơi. Ngọc ơi. Ngọc ơi. Chết rồi anh ơi, nhanh cứu Ngọc đi anh. Ui, 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 anh ơi. Tiếp con này không có độc đúng không anh? Con này không có độc. Nhưng mà nó cắn con này cắn là bảo là nguy hiểm lắm đấy, nó gây ngứa ngáy. Đâu? Chảy máu. Chảy máu, chảy máu kho, kho đông. Kho đông à? Ừ. Bắt từng con một đây. Chứ không chết được. Ngọc ơi. Chết rồi anh ơi. Chết rồi, giờ phải làm sao đây anh ơi? Ôi Ngọc ơi. Ôi Ngọc ơi. Trong nhiều rắn thế này phải bắt hết thì mới chui vào được chứ. Ui giời Ngọc ơi. Ngọc ơi. Ngọc ơi. Ngọc ơi. Em đâu rồi? Em đâu rồi em ơi? Ôi Ngọc ơi. Không thấy có lỗ thông nào mà sao rắn nó ở đâu ra. Nó tấn công, nó tấn công em. Đâu? Ui cái đuôi nó vẫy như con chuông kìa. Ui đuôi xuống đây. Lấy cái cuốc, cái cuốc. Cái cuốc, cuốc khéo đi anh em. Ui sâu quá, cái cuốc, cái cuốc. Anh ơi, trời ơi, anh ơi, cứu Ngọc đi anh ơi. Ui, nó mổ cả cuốc luôn. Ngọc ơi, em ơi. Ngọc ơi, em gì không? Trời ơi, anh ơi. Ui ơi. Chết rồi anh ơi, giờ thằng Ngọc như này biết ăn nói với nó bố mẹ như nào đây anh ơi. Nó bắt được con tổ rắn này mà mấy con này. Chết rồi anh ơi. Ây à. Ui nó cắn này. Chết rồi. Ngọc ơi. Ui dồi ôi Ngọc ơi. Để anh chui vào. Ngọc ơi. Anh cháu nó xuống. Anh ơi đừng chui vào nữa rồi. Anh chui vào không biết là nó ở đâu. Bây giờ không cứ chui vào cứu Ngọc. Để bố anh chui vào đi. Anh chui vào đi. Có gì kéo anh nhá. Vâng có gì em kéo. Ngọc ơi. Chết rồi Ngọc ơi. Không hay nhờ đi. Em về gọi người đi. Để anh cháu ra cho. Về gọi người nhá. Ừ về gọi thêm người đi. Vớt đây gọi thêm người đi. Nhìn đây. Nhìn đây. Ai ở đây chú Ngọc nhá. Ừ. Ui. Hắn còn. Ui. Ngọc ơi đâu rồi. Ui. Không thấy ai nhìn đâu thế. Thôi phải cứu em đi thôi. Ngọc ơi. Ngọc. Ui. Ôi. Con sao kéo? Nhiều rắn quá nhiều rồi. Sao cắn được thế chứ? Bây giờ mấy con gì to? Bây giờ nó to như thế này. Bây giờ nó trông sâu sâu kìa. Hay còn nhánh khác à? Nó to lắm. Đi xem nào. Về gọi người nó bắt nó. Đi. 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 Đi.